Cảm ơn các khán giả của Vietnam Innovators đã quay trở lại với chương trình của tuần này. Mình là Ruby Nguyễn, host của chương trình. Cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng giờ đây đã không chỉ là một cuộc chạy đua về công nghệ. Việc thấu hiểu khách hàng và đưa ra những giải pháp bán hàng thông minh giúp các ngân hàng tạo ra sự khác biệt và bứt phá trong sự lựa chọn tiêu dùng của khách hàng là vô cùng quan trọng. Và trong tập Vietnam Innovators ngày hôm nay, Ruby rất vinh hạnh được giới thiệu với chúng ta một nhân vật, một chuyên gia là anh Phạm Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số VIDTI. Xin chào anh Tuấn, cảm ơn anh Tuấn đã dành thời gian cho chương trình. Anh có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình được không ạ? Xin chào Ruby, rất vinh hạnh được tham gia với chương trình của Vietcetera, là một cái nền tảng về media đang rất là hot hiện nay cho giới trẻ, cho tôi được biết. Giới thiệu qua một chút về bản thân thì tôi là tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, là Phó Viện trưởng Viện Sáng tạo Chuyển đổi số, gọi tắt là VITI. Thì VITI là một đơn vị trực thuộc liên hiệp và các tổ chức khoa học kỹ thuật USTA. Hiện nay tôi đang là giảng viên cũng như là chuyên gia tư vấn về chuyển đổi số rồi chiến lược kinh doanh số cho các tổ chức trong cả khu vực công và tư. Thì tôi cũng là người sáng lập ra cái cộng đồng chuyển đổi số lớn nhất Việt Nam trên mạng Facebook, hơn 6.000 thành viên. Tôi cũng là dịch giả của 3 cuốn sách về chuyển đổi số, cho nó có thể kể những cuốn sách như là Cải tổ doanh nghiệp trong thời đại số này, Chuyển đổi số sống sót và bứt phá trong kỷ nguyên tuyệt chủng hàng loạt, và Chuyển đổi số đến cốt lõi. Và Ruby cũng có thấy trong công việc của anh Tuấn từ trước tới giờ thì anh có tham dự vào công tác tư vấn cho rất là nhiều các tổ chức về lĩnh vực ngân hàng. Thế thì ngày hôm nay Ruby hy vọng có cơ hội chúng ta nói chuyện về chuyển đổi số, tập trung vào lĩnh vực ngân hàng này. Từ góc độ là chuyên gia về chuyển đổi số thì anh Tuấn có đánh giá mức độ chuyển đổi số của ngành ngân hàng hiện nay như thế nào ạ? Và riêng về ngành ngân hàng thì có thể nói là làm giống như rất nhiều ngành công nghiệp hiện nay, trong cái bối cảnh kỷ nguyên số thì ngành ngân hàng đang bước vào cái gọi là vòng xoáy số, và có thể nói cái cuộc đua chuyển đổi số ở các ngân hàng thương mại Việt Nam đang diễn ra khá nóng. Nhưng tôi cho rằng là nhìn chung các ngân hàng Việt Nam tương đối chủ động trước cái những cái biến động của thời kỳ chuyển đổi số này. Và các ngân hàng Việt Nam thì đã chủ động đầu tư vào công nghệ thông tin, hợp tác với các cái công ty công nghệ lớn như là IBM, như là Microsoft, rồi thậm chí hợp tác với các công ty fintech nhằm tạo ra những cái sản phẩm, những cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Và riêng về lĩnh vực ngân hàng số, digital banking, thì có thể thấy là các ngân hàng Việt Nam cũng đang dịch chuyển dần từ cái mô hình là ngân hàng giao dịch sang ngân hàng đa kênh, và tiến tới là ngân hàng thấu hiểu và là insightful banking, tức là ở cấp độ cao nhất của ngân hàng số. Vì đó thì ngân hàng vận hành hoàn toàn dựa trên dữ liệu, và khách hàng của ngân hàng, khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng thì sẽ nhận được những cái sản phẩm dịch vụ có mức độ tùy biến cao nhất và gắn với cái bối cảnh sử dụng đó. Cảm ơn anh. Khi mà Ruby có cơ hội chia sẻ và lắng nghe từ các chuyên gia, đặc biệt là những chuyên gia công nghệ và chuyên gia được chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng, thì mọi người đều nói tới cái yếu tố mà quan trọng nhất ở trong việc chuyển đổi số này, đó là trải nghiệm của khách hàng và thấu hiểu khách hàng để làm sao có thể tạo ra được những cái trải nghiệm tốt nhất. Thế thì câu hỏi đầu tiên trong nội dung liên quan tới thấu hiểu khách hàng, Ruby muốn nhờ anh Tuấn chia sẻ thì ngân hàng số làm gì để tiếp cận khách hàng? Bởi vì Ruby hiểu rằng lĩnh vực ngân hàng hiện nay đang rất là cạnh tranh. Các ngân hàng đều đang trên một cuộc đua rất là vũ bão về chuyển đổi số cũng như tiếp cận những khách hàng mới, tạo ra cái sự trung thành từ những khách hàng cũ. Thế thì đâu là chiến lược để ngân hàng số có thể tiếp cận khách hàng một cách tốt hơn và hiệu quả hơn? Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì trước khi đi vào những cái yếu tố mà giúp các ngân hàng tiếp cận, thâu tóm khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số, thì tôi muốn trao đổi trước về cái gọi là triết lý của Digital Bank. Thì có thể hiểu nôm na Digital Bank, ngân hàng số là cái mô hình ngân hàng vận hành dựa trên dữ liệu và cạnh tranh bằng cách tạo ra cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, cạnh tranh bằng cách tạo ra những cái sản phẩm mang tính đột phá nhắm tới cái đối tượng khách hàng là Gen Y, Gen Z, là đối tượng Digital Born, và cố gắng đáp ứng mọi cái nhu cầu của khách hàng trong cái bối cảnh sử dụng của họ. Thế thì bây giờ đi sâu hơn vào cái những cái chiêu thức, những cái gọi là cái chiến thuật để giúp ngân hàng thu hút được nhiều khách hàng sử dụng cái dịch vụ Digital Bank của mình. Thì trước hết bàn về vấn đề trải nghiệm khách hàng, thì chúng ta đã biết là trải nghiệm khách hàng vượt trội chính là cái đặc trưng của các mô hình ngân hàng số.
và ngân, nó chính là cái sự khác biệt giữa ngân hàng số và ngân hàng truyền thống. Thế thì để thu hút được cái đối tượng khách hàng mới sử dụng dịch vụ digital bank thì các ngân hàng phải tạo ra được cái trải nghiệm vượt trội so với cách mà các ngân hàng truyền thống tạo ra dịch vụ cho khách hàng. Lấy ví dụ như là mọi người biết là ngân hàng số An Financial của tỷ phú Jack Ma, ông có một công thức rất hay là 310, tức là khách hàng chỉ mất khi mà có nhu cầu có một khoản vay thì chỉ mất 3 phút để duyệt hồ sơ, chỉ mất 1 giây để giải ngân, và không đây tức là không cần phải gặp một nhân viên nào của ngân hàng hết, tức là zero contact với cả con người. Thứ hai, trong cái nỗ lực mà tạo ra cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng thì các ngân hàng có thể tập trung vào ba cái yếu tố. Thứ nhất là speed, tốc độ. Vì sao đầu tiên chúng ta phải nhắc đến tốc độ? Bởi vì là ngân hàng các khách hàng trẻ Gen Y, Gen Z hiện nay vì họ đã quá quen những trải nghiệm khi họ sử dụng những cái ứng dụng gọi xe hay là thậm chí là gọi đồ ăn, gọi pizza chẳng hạn. Họ ngày càng muốn mọi thứ nhanh nhất có thể. Ví dụ theo thống kê thì tôi được biết 26% khách hàng là không thể kiên nhẫn khi mà một cái trang web tải quá 5 giây chẳng hạn thì họ không kiên nhẫn, họ sẽ chuyển sang trang web khác ngay. Hoặc là đến 80% khách hàng thì không muốn là chờ đợi hơn 10 phút để nhận được một cái cuộc gọi từ trung tâm chăm sóc khách hàng khi họ có vấn đề gì đó. Thì đầu tiên là cái ứng dụng ngân hàng số tạo ra phải đảm bảo cái chữ speed, tốc độ. Thứ hai, cái rất quan trọng là simplicity, là cái tính đơn giản. Làm sao tạo ra được cái ứng dụng của mình nó phải đơn giản nhất có thể. Trong các ứng dụng ngân hàng số có một cái chỉ số để đo lường cái tính đơn giản, tức là khi chúng ta cần thực hiện một giao dịch đó, chúng ta phải qua bao nhiêu bước, là chúng ta phải trải qua bao nhiêu cái màn hình trên điện thoại chúng ta thì mới chúng ta hoàn thành được việc giao dịch đó. Thì làm sao simplicity là phải giảm được cái friction, giảm được cái phiền hà cho khách hàng. Làm sao khách hàng thực hiện một khoản vay hay chuyển tiền cho người A, người B, C là nhanh nhất có thể. Lấy ví dụ gần đây tôi được giới thiệu đến cái dịch vụ mở thẻ tín dụng ảo của ngân hàng quân đội, thì tôi cũng đã thử và thực sự rất ngạc nhiên là chỉ sau khoảng độ 3 phút là tôi đã nhận được email là cái đã hoàn thành cái việc tạo ra cái thẻ tín dụng của mình và đã khởi tạo được một cái thẻ tín dụng rất là nhanh chóng, chỉ dưới 3 phút. Bình thường nếu chúng ta đến các chi nhánh thì có khi chúng ta phải chờ đợi đến thậm chí đến cả tháng chúng ta mới nhận được cái thẻ cứng, thẻ tín dụng. Thì đấy là cách mà các ngân hàng để tạo ra. Một phần chia sẻ rất là thú vị ạ. Ruby học được rằng là nhóm đối tượng khách hàng mà họ sẽ adopt, tức là họ sẽ là những người mà đầu tiên sử dụng những dịch vụ này là nhóm các bạn tuổi trẻ hơn, đúng không ạ? Gen Z với Millennial. Anh Tuấn cũng có nhắc tới ba nguyên tắc mà Ruby thấy rất là thú vị, đó là thứ nhất về speed là tốc độ, và thứ hai simplicity là sự đơn giản, thứ ba empathy là sự đồng cảm với khách hàng. Có lẽ đây là nguyên tắc mà không chỉ các ngân hàng ứng dụng, mà như anh Tuấn cũng có nói là tất cả các công ty về công nghệ và những công ty nào muốn sử dụng công nghệ để mà có tạo ra được một sự biến đổi lớn trong mô hình hoạt động kinh doanh của mình thì đều sẽ cần áp dụng những ứng dụng những nguyên tắc đó. Thế thì Ruby có một cái phần tò mò tiếp theo liên quan đến phần chia sẻ vừa rồi anh Tuấn, đó là để mà làm được như vậy, đúng không ạ, thì sẽ cần có một nguồn dữ liệu rất lớn được thu thập từ khách hàng. Thế thì việc dữ liệu thu thập từ khách hàng được các ngân hàng số tận dụng như thế nào? Và ví dụ như trong việc quản lý, trong việc dự đoán tình hình, dự đoán xu hướng, phân phối sản phẩm, tiếp cận và chăm sóc khách hàng một cách thông minh. Anh Tuấn có thể chia sẻ thêm câu chuyện về bài toán dữ liệu được không ạ? Vâng, bây giờ đi đâu chúng ta cũng nghe nói đến dữ liệu lớn, Big Data, đúng không ạ? Thì thực ra là trong một cuốn sách mà tôi dịch thì có một chương nó rất sâu về Big Data. Thì tác giả mà nói Big Data, ngày xưa nó là một cái từ nghe nó rất là khó hiểu, từ gọi là nghe khi phóng đại, nhưng thực ra thì chúng ta đang sống thực sự trong thời đại là chúng ta được tiếp cận những nguồn dữ liệu rất là lớn, và đặc biệt những công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông, bán lẻ, ngân hàng có thể tiếp cận được dữ liệu của hàng triệu khách hàng, đúng không ạ? Thế thì cái việc tiếp cận được và khả năng phân tích những khối dữ liệu lớn cũng là chính một cái năng lực mà thời đại số trao cho các doanh nghiệp. Và trước đây thì
cái việc tiếp cận xử lý dữ liệu lớn thì nó rất là tốn kém, nhưng hiện nay có rất nhiều cái ứng dụng trên đám mây, rồi ví dụ những ứng dụng dạng SaaS thì cho phép ngay cả những doanh nghiệp nhỏ có thể tiếp cận được những cái lợi ích của việc lưu trữ và phân tích cái dữ liệu lớn. Và riêng đối với ngân hàng thì tôi cho rằng là ngân hàng đang đứng trước những cái cơ hội rất lớn, nếu họ khai thác được cái lượng dữ liệu mà họ thu thập được từ khách hàng rồi từ các bên thứ ba thì sẽ cung cấp cho họ rất nhiều cái sức mạnh để tạo ra cái sản phẩm dịch vụ vượt trội cho khách hàng của họ. Thì đầu tiên thì dữ liệu giúp cho các nhà hàng là phân khúc khách hàng tốt hơn, tức là segmentation. Và ở đây cũng có ý là dữ liệu sẽ giúp cho ngân hàng có khả năng tạo ra cái mức độ phân giải cao hơn về khách hàng của mình. Phân giải cao hơn có nghĩa là gì? Chứ là ngân hàng có thể hiểu được toàn bộ những cái hành vi thói quen của khách hàng của mình, không chỉ trên xoay quanh việc sử dụng các dịch vụ ngân hàng, mà nếu hợp tác với các cái nền tảng bên thứ ba thì có thể thu thập được cái dữ liệu về hành vi lướt web hay hành vi mua sắm rồi học tập của khách hàng. Rồi đối với từng phân khúc khách hàng thì cũng sẽ hiểu được rõ hơn cái thu được cái bức tranh 360 độ của khách hàng. Và nếu trước đây trong từng các tổ chức rồi nói chung ngân hàng nói riêng, khi chúng ta làm cái nghiên cứu thị trường thì chúng ta chỉ lập ra được một vài cái nhóm khách hàng theo các tiêu chí như là về độ tuổi, về thu nhập, về địa điểm, vân vân. Nhưng hiện nay công nghệ số cho phép ngân hàng có thể lập ra bản đồ, thu thập được, vẽ ra được đến thậm chí hàng chục đến hàng trăm các cái gọi là cái phân khúc siêu nhỏ khác nhau. Và đấy chính là thể hiện cái việc các ngân hàng càng ngày tăng được cái độ phân giải về thị trường với khách hàng của mình. Khi chúng ta đã phân khúc được khách hàng tốt hơn thì chúng ta sẽ làm được cái là chúng ta xác định được cái nhóm khách hàng nào là nhóm khách hàng mà ngân hàng phải đầu tư nhiều hơn. Ở đây chúng ta lại quay lại cái nguyên tắc cái công thức Pareto 20-80. Thì như bạn biết là trong rất nhiều tổ chức và ngân hàng cũng vậy thôi, tức là sẽ có 20% khách hàng mang lại đến 80% lợi nhuận cho doanh nghiệp, cho tổ chức. Vậy thì khi chúng ta phân khúc, chúng ta segmentation tốt hơn, chúng ta xác định được rõ cái nhóm khách hàng cần tập trung, cần đầu tư, thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái quyết sách, những cái phương thức để đầu tư vào nhóm khách hàng đó. Thứ hai là khi ứng dụng Big Data, ngày nay rất nhiều ngân hàng bắt đầu xây dựng cái gọi là CDP, tức là nền tảng dữ liệu khách hàng. Thì CDP sẽ giúp cho ngân hàng thu thập được dữ liệu của khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau. Dữ liệu đây bao gồm là dữ liệu cấu trúc và phi cấu trúc. Và khi mà ứng dụng những cái hệ thống như CDP thì ngân hàng sẽ thu thập được cái insight về khách hàng của mình và thấu hiểu khách hàng, biết được khách hàng trên toàn bộ cái hành trình sử dụng dịch vụ ngân hàng của mình, thậm chí là biết được thêm nhiều cái thông tin ở bên ngoài của ngân hàng. Tức là ngân hàng càng ngày càng thu được nhiều cái điểm dữ liệu hơn về khách hàng của mình. Như gần đây tôi có đọc được một cái bài báo của McKinsey, nó về một cái công ty viễn thông của Indonesia, thì họ đang thu thập, mỗi khách hàng họ thu thập được tới 900 điểm dữ liệu khác nhau về khách hàng của họ. Và đối với khách hàng ngân hàng, tôi cho rằng là các ngân hàng có thể thu được hàng trăm điều dữ liệu khác nhau. Nhưng mà các ngân hàng phải nhớ là có rất nhiều cái điểm dữ liệu thì ngân hàng không sở hữu được, mà họ bắt buộc phải hợp tác với bên thứ ba, với các nền tảng mạng xã hội rồi các công ty công nghệ. Bởi vì dữ liệu về ngân hàng, về khách hàng họ, nhiều khi các điểm dữ liệu nó đang nằm ở bên thứ ba. Và khi đã làm thu thập được dữ liệu đầy đủ về khách hàng, có bức tranh khá đầy đủ 360 độ, thì nó sẽ giúp cho ngân hàng tăng được cái khả năng dự báo, tiên đoán, đặc biệt là đưa ra được những cái sản phẩm dịch vụ mang tính tùy biến cao, tức là có mức độ personalization rất cao. Và ví dụ như biết được khách hàng đang xem một cái món đồ nào đó, và biết được cái lịch sử tín dụng của khách hàng là tốt, và biết được cái tình trạng sức khỏe tài chính của khách hàng như thế nào, thì sẽ đưa ra được những cái gói vay tài chính cá nhân, những khuyến nghị để giúp cho khách hàng mua ngay được cái món đồ mà họ đang muốn.
đang thích. Thì trong cái thời đại số, đặc biệt đối với Gen Y, Gen Z, có một khái niệm mà tất cả các ngành, các lĩnh vực đều phải quan tâm, không chỉ tài chính ngân hàng, đó là cái hành vi gọi là instant gratification, chắc là bạn cũng đã từng nghe. Tức là khách hàng càng ngày càng muốn, tức họ tính kiên nhẫn rất là thấp, họ đang thích cái gì là muốn phải được thỏa mãn ngay, instant gratification. Thì chính là CDP rồi cái khả năng chăm sóc khách hàng dựa trên cơ sở dữ liệu, dựa trên làm không ngừng làm giàu dữ liệu về khách hàng, thì sẽ giúp ngân hàng đưa ra những cái sản phẩm có tính tùy biến rất cao và ứng với bối cảnh sử dụng của khách hàng, đáp ứng cái gọi là yếu tố instant gratification. Thì ngoài những cái khả năng đó, thì tôi được biết là những ngân hàng này dữ liệu cũng giúp cho ngân hàng đưa ra những lời khuyên tốt hơn về tài chính cá nhân cho khách hàng, hoặc là đặc biệt có một cái mặt tiêu cực đối với việc ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đó là hiện nay cái hành vi lừa đảo rất là nhiều. Thì ứng dụng và khai thác dữ liệu tốt cũng giúp ngân hàng phát hiện sớm những hành vi lừa đảo và giảm thiểu những cái thiệt hại, những rủi ro cho khách hàng. Thì đấy là một số những ứng dụng mà tôi cho rằng là nó sẽ giúp ngân hàng tạo ra những cái value rất là tốt cho khách hàng của mình. Thông qua những phần chia sẻ của anh Tuấn, Hiroi thấy là ngân hàng số bây giờ có rất nhiều lợi thế. Có thể thu thập được dữ liệu lớn, dữ liệu khổng lồ như anh Tuấn chia sẻ, đúng không ạ? Anh Tuấn nghĩ sao về việc thu thập dữ liệu từ các điểm chạm của khách hàng trong hành trình trải nghiệm ngân hàng số ạ? Đâu là những cái điểm chạm mà các ngân hàng cần phải capture, tức cần phải lấy được cái dữ liệu đấy trong cái hành trình trải nghiệm khách hàng? Liệu có phải là tất cả mọi thứ hay không, hay là mình sẽ có những cái ưu tiên nhất định? Khi nói về kinh doanh trong thời đại số thì những khái niệm như là hành trình khách hàng rồi cái điểm chạm nó đã trở thành một cái gọi là kiến thức rất cơ bản, đúng không? Để giúp các tổ chức, các doanh nghiệp không ngừng thích ứng với cái bối cảnh cạnh tranh mới. Với trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thì cái hành trình trải nghiệm khách hàng theo tôi nó có một số cái đặc thù khác với hành trình khách hàng trong những ngành khác. Tôi lấy ví dụ như khi chúng ta có nhu cầu đi du lịch đặt phòng, chúng ta cái hành trình của chúng ta đối với dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng thì nó tương đối là giống nhau và nó tương đồng. Chúng ta bắt đầu với việc là đặt phòng, rồi chúng ta đã tìm kiếm thông tin, rồi đặt phòng và chúng ta sử dụng dịch vụ, sau đó chúng ta check out. Thì trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, các cái dịch vụ của ngân hàng thì cái hành trình khách hàng nó phức tạp hơn nhiều so với các cái ngành khác, và nó có thể xuất hiện nhiều cái hành trình khác nhau. Và ví dụ chúng ta khi có nhu cầu mở tài khoản, mở thẻ tín dụng thì có một hành trình, khi chúng ta có nhu cầu một khoản vay để chúng ta mua nhà, mua ô tô thì nó lại có một hành trình khác. Và trong từng môn cái hành trình tương ứng với từng nghiệp vụ của ngân hàng thì người ta lại chia nhỏ ra thành nhiều cái gọi là tạm gọi cái tiểu hành trình hay là cái trip, những cái đoạn hành trình rất nhỏ khác nhau. Và nếu trong các những ngành khác thì các doanh nghiệp, các tổ chức thường người ta sẽ không cố gắng là tạo ra cái trải nghiệm tốt ở tất cả các điểm chạm trên hành trình khách hàng. Nhưng mà trong lĩnh vực ngân hàng thì không được làm như vậy, bởi vì là trải nghiệm của khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng nó là trải nghiệm tổng thể và đòi hỏi ở tất cả các điểm chạm, thì ngân hàng phải tạo ra cái trải nghiệm tốt cho khách hàng. Và cần lưu ý là mặc dù chúng ta nói về digital banking, về ngân hàng số, nhưng không có nghĩa là tất cả các điểm chạm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ digital banking nó đều diễn ra trên không gian số. Nó vẫn có những điểm chạm offline, và vấn đề thách thức đây là làm sao ngân hàng có thể tạo ra cái trải nghiệm khách hàng nó tương đồng ở cả trên không gian số lẫn không gian vật lý. Bởi vì khách hàng thì không cần biết, khách hàng khi sử dụng dịch vụ của ngân hàng thì họ chỉ biết là họ đang tương tác làm việc với ngân hàng, họ không cần biết là ai ở ngân hàng đang phục vụ cho họ, ví dụ là nhân viên trên kênh số hay là nhân viên chăm sóc tổng đài hay là một nhân viên chi nhánh. Và họ mong đợi là cái trải nghiệm họ nhận được nó phải tương đồng như nhau ở trên toàn bộ cái hành trình sử dụng dịch vụ của họ. Tôi cho rằng là cái hành trình tổng thể của khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số nó khá phức tạp, và nếu chúng ta thống kê ra có khi nó lên tới
hàng trăm điểm chạm khác nhau, và đối với từng cái nghiệp vụ cụ thể thì cái hành trình khách hàng tương ứng với từng nghiệp vụ thì nó có thể lên tới hàng chục điểm chạm khác nhau. Tôi cũng có dịp được trao đổi thường xuyên với những cái bạn đang gọi là ngày đêm cố gắng hoàn thiện và tạo ra cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng bằng việc là rút ngắn cái quy trình phục vụ. Thì các bạn có chia sẻ với tôi là một trong số những nguyên tắc của việc tạo ra trải nghiệm tốt cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số, đó là chúng ta đừng có tham quá, đừng cố gắng tạo ra quá nhiều điểm chạm, bởi vì nếu tạo ra quá nhiều điểm chạm thì mô hình chung là tạo ra cái sự phiền hà, cái friction cho khách hàng, tức là vi phạm cái chữ simplicity mà tôi có chia sẻ. Vậy làm sao là khách hàng chỉ trải qua ít điểm chạm nhất, ít màn hình nhất có thể hoàn thành được một cái dịch vụ mà họ đang có nhu cầu. Chúng ta làm tốt các điểm chạm để tạo ra trải nghiệm tốt cho khách hàng sử dụng dịch vụ digital banking. Nhưng mà có một cái điểm rất hay mà tôi mới được nghe chia sẻ là khi khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng thì họ không so sánh cái trải nghiệm họ nhận được với các ngân hàng cạnh tranh của ngân hàng đó, mà họ lại so sánh là trải nghiệm họ nhận được từ một cái ứng dụng digital banking nó có giống như trải nghiệm họ đang xem phim trên Netflix, mua hàng trên Tiki hay là gọi pizza trên Domino không chẳng hạn. Thì đấy là một cái lưu ý cho các đội ngũ thiết kế sản phẩm, thiết kế hành trình trải nghiệm cho khách hàng và người sử dụng ngân hàng số. Vừa nói về mạng xã hội thì tôi cũng muốn nhấn mạnh là như tôi đã nói, rất nhiều cái điểm dữ liệu của khách hàng hiện nay thì nó không thuộc ngân hàng sở hữu mà nó nằm ở bên ngoài, và đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, lĩnh vực digital banking thì rất nhiều cái trải nghiệm, những cái điểm chạm nó lại nằm ở trên những khoảnh khắc mà khách hàng đang trải qua trên mạng xã hội của họ, trên TikTok, trên Facebook, trên Twitter, Pinterest hoặc là YouTube. Thế thì để mà tương tác được với khách hàng và gắn kết khách hàng tốt, tạo ra trải nghiệm tốt thì bản thân ngân hàng cũng phải bước ra khỏi cái bốn bức tường ngân hàng của mình, cũng phải bước vào mạng xã hội. Lấy ví dụ tôi được biết là một số ngân hàng cũng đã tạo ra những cái kênh để có thể tương tác được trực tiếp với khách hàng của mình. Ví dụ như là thì có một cái kênh, một cái nhóm rất hay thu hút được hàng chục nghìn người tham gia, đó là ngân hàng quân đội và khách hàng thân thiết. Thì thông qua những cái kênh như thế thì họ sẽ thu được cái ý kiến phản hồi từ rất sớm của khách hàng về những cái sản phẩm họ đang xây dựng. Thì đó là những cái game mà nó có tính fun rất là cao và nó rất phù hợp với cái hành vi của Gen D, Gen Z. Và khi họ chơi những game đó, không những là họ biết thêm về sản phẩm dịch vụ của ngân hàng mà họ chia sẻ những cái trải nghiệm khoảnh khắc của họ với những người bạn trong mạng lưới của họ. Cảm ơn anh Tuấn đã chia sẻ. Game và gamification cũng là một yếu tố được gọi là một áp lực mới cho các công ty về công nghệ và những công ty mà có sử dụng công nghệ trong thời kỷ ngày hôm nay, đúng không ạ? Tại vì người dùng của chúng ta chơi game hàng ngày trên các cái nền tảng khác nhau rồi, và họ cũng sẽ kỳ vọng một cách vô thức là sản phẩm của chúng ta, dịch vụ của chúng ta cũng như yếu tố vui và dễ dàng giống như trong các game họ chơi vậy. Quay trở lại với ban nãy, anh Tuấn có chia sẻ về việc là có được big data, có được dữ liệu lớn là vô cùng quan trọng để chúng ta có thể tạo ra được cái lợi thế làm sản phẩm. Tuy nhiên thì anh Tuấn cũng nhấn mạnh yếu tố simplicity, đúng không ạ? Simplicity là yếu tố về sự đơn giản. Thế thì anh có thể chia sẻ thêm về bức tranh 360 độ về khách hàng đến với hệ sinh thái dịch vụ sản phẩm tài chính số được không ạ? Vì cũng có biết là có một số ngân hàng hiện nay ở Việt Nam và trên toàn cầu cũng có rất nhiều ngân hàng họ đang đi theo hướng là họ biến cái ứng dụng của họ trở thành một cái super app. Nó không chỉ đơn thuần là làm dịch vụ ngân hàng truyền thống nữa, mà trong đấy họ có thể làm rất nhiều thứ khác nhau. Thế thì hệ sinh thái này nó đang phát triển như thế nào? Bức tranh nhìn từ tổng quan, từ góc nhìn rất là lớn thì nó sẽ ra làm sao ạ? Và tôi giải thích những câu hỏi mà liên quan đến hệ sinh thái, bởi vì là trong những bài giảng tôi về chiến lược kinh doanh số, tôi rất hay nói đến mô hình platform và mô hình ecosystem. Thì cái việc phát triển cái sự nổ rộ của các cái mô hình hệ sinh thái nó chính là cái đặc trưng của nền kinh tế số, nghĩa là nhờ được các doanh nghiệp tận dụng rồi áp dụng được những công nghệ số, rồi họ khai thác được cái gọi là hiệu ứng mạng lưới để tạo ra những cái mô hình kinh doanh hoàn toàn đột phá. Thì
rất nhiều những ứng dụng hàng ngày chúng ta đang sử dụng hiện nay, từ gọi xe, đồ ăn, đến thanh toán, rồi ví điện tử, nó đều đang ở dạng là hệ sinh thái. Và hệ sinh thái thì xuất hiện ở khắp các ngành, từ viễn thông, bán lẻ. Và trong cái lĩnh vực tài chính ngân hàng thì cái xu hướng xây dựng hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ nó cũng đang là một cái xu hướng khá là rõ nét. Và ở Việt Nam tôi thấy đang manh nha các ngân hàng theo đuổi cái xu hướng này. Thì theo tôi thì cái bức tranh 360 độ về khách hàng khi mà các ngân hàng ứng dụng Big Data rồi triển khai CDP, thu thập được dữ liệu từ bên trong và bên ngoài ngân hàng về khách hàng của mình, tạo ra cái bức ảnh nó rõ nét nhất, có chiều sâu nhất 360 độ về khách hàng. Và cái việc họ phát triển hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ nó như là hai yếu tố nó tương hỗ bổ sung cho nhau. Thứ nhất là khi chúng ta bức ảnh 360 độ về khách hàng thì chúng ta sẽ hiểu được những hành vi của khách hàng, không chỉ hành vi liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng, mà hành vi tiêu dùng, hành vi tiết kiệm, hành vi thanh toán tiêu dùng hàng. Chúng ta còn hiểu được hành vi của khách hàng liên quan đến các cái hoạt động khác trong đời sống họ, như là giải trí, như là học tập, như là rèn luyện. Và hiểu được, nắm được những cái hành vi và thói quen đó thì chúng ta sẽ tạo ra được nhiều sản phẩm hơn cho khách hàng. Và những sản phẩm có tính tùy biến cao, và có rất nhiều sản phẩm nó được xem là non banh, tức là nó sản phẩm nó không liên quan gì đến tài chính ngân hàng, nhưng mà nó sẽ mang lại cái giá trị lâu dài cho khách hàng. Và ngược lại, khi chúng ta tạo ra được một cái sản phẩm, một cái hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ cho ngân hàng chúng ta, thì vô hình chung chúng ta cũng làm giàu được cái dữ liệu về khách hàng của chúng ta. Về khách hàng càng sử dụng cái ứng dụng digital banking của ngân hàng để thực hiện nhiều cái giao dịch khác nhau, ví dụ như là đặt vé xem bóng đá, để xem phim, hay là gọi đồ ăn, hay thậm chí là một số ngân hàng còn đưa các cái tính năng shopping, giúp có thể mua đồng hồ, mua quần áo, thời trang, mua mỹ phẩm ngay trên ứng dụng ngân hàng số. Thì khách hàng càng thực hiện nhiều những giao dịch như thế thì ngân hàng càng thu thập thêm được nhiều dữ liệu về khách hàng của mình, càng thấu hiểu hơn khách hàng của mình. Chúng ta thấy cái tính tương hỗ ở đây. Và như tôi đã nhấn mạnh là để tạo ra được một cái hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ cho ngân hàng thì ngân hàng phải cố gắng thu thập được nhiều dữ liệu và nhiều điểm dữ liệu về khách hàng của mình. Và có rất nhiều điểm dữ liệu thì ngân hàng đang không sở hữu, nó nằm ở bên thứ ba. Và để xây dựng được hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ, ngân hàng phải thay đổi hoàn toàn cái tư duy mindset về cạnh tranh nói chung. Trong thời đại số, người ta hay nói đến cái khái niệm là competition, tức là vừa hợp tác vừa cạnh tranh. Thì ví dụ như là ngân hàng có thể xem fintech là những cái đối thủ cạnh tranh, nhưng tuy nhiên là ngân hàng phải hợp tác với cả fintech để cùng tạo ra những cái sản phẩm, những cái hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ mang lại cái lợi ích gọi là toàn diện cho khách hàng của mình. Hoặc là ngân hàng phải triển khai cái gọi là ngân hàng đúng, hoặc là open banking, ngân hàng mở, hợp tác với các công ty bán lẻ, các công ty viễn thông, những cái công ty mà họ đang phục vụ cho những cái nhu cầu khác của khách hàng, họ đang sở hữu cái lượng dữ liệu rất lớn của khách hàng, và tạo ra một cái liên minh như thế sẽ tạo ra được hệ sinh thái sản phẩm rất có giá trị cho khách hàng của mình. Cảm ơn anh Tuấn đã chia sẻ rất nhiều những câu chuyện hay, nguyên tắc thú vị liên quan tới lĩnh vực về tài chính ngân hàng và chuyển đổi số trong lĩnh vực này. Thế thì câu hỏi tiếp theo của Ruby đó là đâu là điểm mà anh thấy là điểm quan trọng nhất mà tất cả mọi người đều phải tập trung vào và chú ý để làm tốt, và đâu là điểm không nên, đúng không? Cái do and don't là điểm không nên làm nếu như các ngân hàng muốn tạo ra thành công của mình trên hành trình chuyển đổi số. Cũng có một số lưu ý mà các ngân hàng cần phải tránh khi mà xây dựng các sản phẩm ngân hàng số. Thứ nhất, cái tránh đầu tiên theo tôi là tôi đã nói đến yếu tố empathy với khách hàng rất là quan trọng để mà giúp khách hàng tạo ra những sản phẩm đáp ứng đúng với những nhu cầu của nhóm khách hàng trọng tâm Gen Y, Gen Z, những nhóm khách hàng là nhóm khách hàng tiên phong sử dụng dịch vụ ngân hàng số. Thì khi chúng ta tạo ra
những cái sản phẩm mà đáp ứng đúng cái nhu cầu hành vi của những khách hàng này, tức là chúng ta empathize với họ, thì khi mà xây dựng cái hành trình khách hàng thì chúng ta phải, nhiều khi chúng ta phải có một tư duy hoàn toàn mới, phải quên đi những cái kinh nghiệm trước đây, những cái giả định trước đây, quên đi những cái cách thức mà lâu nay chúng ta vẫn phục vụ khách hàng khi mà khách hàng đến chi nhánh. Rất nhiều chuyên gia nói rằng là digital banking thì các ngân hàng phải vượt ra khỏi cái tư duy là tư duy xoay quanh brand, tức là một cái chi nhánh, tạo ra một cái ngân hàng digital banking, một cái hệ sinh thái rồi đáp ứng cái nhóm khách hàng mới, là cái tôi cho rằng là một cái mức độ rất cao của chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng. Và nếu chúng ta vẫn quanh quẩn trong cái việc là chúng ta số hóa, chúng ta làm cho cái việc khách hàng sử dụng dịch vụ của chi nhánh tốt hơn, thì chúng ta vẫn chỉ ở là cái bước đầu tiên của chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng. Chúng ta phải vượt ra khỏi được cái tư duy xoay quanh các cái dịch vụ liên quan đến chi nhánh. Bởi vì hiện nay ngân hàng digital banking thì ngân hàng sẽ phải đối đầu trực tiếp với những công ty fintech rất là gọn nhẹ, thông minh. Họ mô hình của họ sinh ra là đã không có chữ chi nhánh ở trong đầu họ, tất cả mọi thứ có thể diễn ra trên, hoàn toàn thực hiện được trên điện thoại di động. Và để làm việc đó thì vấn đề về con người, về nhân tài rất quan trọng. Thì những cái đội ngũ phát triển sản phẩm thì theo tôi là nó phải có tính đa dạng rất là cao, không nên chỉ tập trung vào chỉ những người rất là thành thạo về công nghệ, chỉ những người rất thành thạo về nghiệp vụ tài chính ngân hàng, mà có khi chúng ta trong những nhóm phát triển dịch vụ ngân hàng sẽ phải có những cái nhân tố mới mang lại những cái tư duy rất là mới cho phát triển sản phẩm. Có khi sẽ cần ví dụ những cái bạn về có tư duy về thiết kế, hay những các bạn thậm chí tư duy về thời trang, tư duy về phim ảnh chẳng hạn. Tại sao không? Bởi vì chính những cái cá nhân mới, yếu tố mới đó nó sẽ mang cái sáng kiến mới cho ngân hàng. Chúng ta nói đến rất nhiều việc ngân hàng sử dụng khai thác dữ liệu tạo ra những cái sản phẩm có tính tùy biến cao, tức là cái personalization rất cao đối với sản phẩm. Tuy nhiên cũng có lưu ý đối với các ngân hàng là khi chúng ta cố gắng gia tăng cái mức độ tùy biến đối với sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm của ngân hàng đối với cho khách hàng của chúng ta, thì không nên là chỉ cố gắng là luôn luôn nghĩ ra cái cách để cross sell, để up sell, tức là cố gắng gia tăng cái doanh thu lợi nhuận trên từng khách hàng, mà trong cái thời đại số thì cái mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng nó đang thay đổi rõ rệt, từ cái mối quan hệ mang tính giao dịch nhiều hơn chuyển sang cái mối quan hệ giữa người có nhu cầu tư vấn tài chính và ngân hàng với tư cách là cái người như là người bạn và cố vấn về tài chính cá nhân cho khách hàng. Thì cái việc personalization tùy biến với sản phẩm dịch vụ không nên chỉ dừng lại cái việc là đưa ra cái sản phẩm hay là cố gắng bán chéo rồi upsell, mà nên tùy biến theo cái hướng là cung cấp, đưa ra những cái lời khuyên về tài chính cá nhân, giúp cho khách hàng làm sao họ tiêu dùng thông minh hơn, họ tiết kiệm được nhiều tiền hơn, hay làm sao để họ không bị cháy tài khoản chẳng hạn. Thì đấy. Và tôi được biết là hiện nay một số ngân hàng thì họ coi cái việc phát triển ứng dụng mobile banking rồi ứng dụng ngân hàng số nó như là một cái dự án độc lập, có tính tách biệt với phần còn lại của tổ chức. Theo tôi đấy cũng là một cái điều không nên, bởi vì là phải coi ngân hàng số nó sẽ là cái nó là tương lai của ngân hàng, và toàn bộ hoạt động của ngân hàng, từ các bộ phận, từ nhân sự cho đến marketing, đến các bộ phận nghiệp vụ đều phải support, hỗ trợ cho các dự án hoạt động ngân hàng số này, và thậm chí là các ngân hàng nên involve làm sao nhiều nhân sự khác nhau của ngân hàng có thể tham gia vào các dự án digital banking khác nhau, và thông qua cái việc involve nhân sự như vậy vào các dự án thì họ sẽ học hỏi được và tăng cái khả năng thích ứng và làm tăng thêm cái kiến thức, kỹ năng cho cái đội ngũ nhân sự hiện tại của ngân hàng. Liên quan đến việc tạo ra các cái điểm chạm số trên toàn bộ hành trình của khách hàng sử dụng dịch vụ digital banking, thì có một lời khuyên là không nên chỉ tập trung vào một vài cái điểm chạm nào đó, mà đối với cái dịch vụ
ngân hàng số thì phải làm tốt ở tất cả các điểm chạm, và chỉ một hai điểm chạm không tốt thì nó có thể kéo tụt đến cái mức độ hài lòng của khách hàng trên toàn bộ hành trình sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Cái việc ngân hàng phát triển cái hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ cũng là cách mà các ngân hàng đang cố gắng đáp ứng được thêm nhiều cái gọi là cái nỗi đau, những cái pain point của khách hàng. Nhưng mọi người biết là chúng ta đang sống trong một cuộc sống chúng ta được bị bùa vây với thông tin, bùa vây với những ứng dụng số. Chúng ta có thể dễ dàng gọi xe, chúng ta gọi đồ ăn, xem phim, tất cả mọi thứ trên một cái điện thoại của chúng ta, thậm chí chúng ta dễ dàng sử dụng các thiết bị thông minh ngay trên điện thoại di động chúng ta. Tuy nhiên có một cái pain point là chúng ta không muốn phải sử dụng tải quá nhiều app, và khi các ngân hàng tạo ra được cái hệ sinh thái, và tôi được biết thậm chí một số ngân hàng còn đang đưa ra khái niệm là super app cho chính ngân hàng, ví dụ như Techcombank, MB cũng đang xây dựng cái super app theo cái hướng là xây dựng cái super app để khách hàng sử dụng dịch vụ Digital Bank có thể thực hiện được rất nhiều những cái giao dịch trên cái ứng dụng Digital Banking của họ. Thì đấy chính là cách mà không chỉ giúp khách hàng giảm được những cái pain point, họ không cần phải tải quá nhiều app cho các cái nhu cầu khác nhau trong cuộc sống của họ. Thứ hai là cũng giúp khách hàng thực hiện được cái gọi là cái job to be done, tức là cái nhiệm vụ họ cần hoàn thành. Những cái hệ sinh thái như thế sẽ giúp cho khách hàng thực hiện được cái job to be done rất là dễ dàng và ngay chỉ trên một cái ứng dụng của họ, ứng dụng ngân hàng số. Vâng, chúng ta đã nói về cách mà các ngân hàng tạo ra cái trải nghiệm vượt trội cho khách hàng để mà thu hút khách hàng vào ứng dụng, sử dụng ứng dụng Digital Banking của mình. Liên quan đến vấn đề sản phẩm ngân hàng số Digital Banking, mình nhắm tới đối tượng khách hàng Gen Y, Gen Z, là họ có những hành vi hoàn toàn mới và ngân hàng phải thích ứng. Đặc điểm của cái đối tượng khách hàng này là cái tính trung thành của họ với cái nhà cung cấp dịch vụ rất là thấp, cái tính mức độ patient, tức là kiên trì của họ cũng rất là thấp. Ví dụ như là đa số những người Gen Y, Gen Z, mình khách hàng Millennial rồi Gen Z thì họ không thể chờ đợi được khi mà một cái trang web, một cái ứng dụng tải quá 5 giây mà chưa tải xong. Đấy là ví dụ. Thứ hai là cái đối tượng khách hàng này có những cái hành vi mà các doanh nghiệp cần phải quan tâm, đặc biệt là hành vi liên quan đến tác động, tức là họ cái cách sống của đối tượng khách hàng này khác, họ quan tâm nhiều hơn đến những cái sản phẩm dịch vụ, họ ưu tiên mua những sản phẩm dịch vụ của những công ty mà có trách nhiệm xã hội cao, và họ cũng thích làm việc cho những cái tổ chức mà tạo ra cái tác động tốt cho tổ chức. Họ ưu tiên chi tiêu mua sắm những sản phẩm của những cái thương hiệu mà có cái hình ảnh tích cực về môi trường, hay về những cái hoạt động thiện nguyện, về kinh tế tuần hoàn, hay là sử dụng năng lượng tái tạo chẳng hạn, tức là tạo ra tác động tốt cho xã hội và môi trường nói chung. Thì khi mà các ngân hàng xây dựng những sản phẩm Digital Banking thì phải rất chú ý đến những cái hành vi mới này của nhóm khách hàng mà họ đang phục vụ. Tôi lấy ví dụ như là khách hàng Gen Y, Gen Z dành thời gian rất nhiều trên điện thoại di động, một ngày họ có thể dành từ 7 đến 8 tiếng trên điện thoại di động. Họ dành rất nhiều thời gian cho các cái nền tảng mạng xã hội như là Facebook, như là TikTok, hoặc là họ chơi game cũng khá nhiều. Chính vì thế để thu hút và tăng cái thời gian cho đối tượng khách hàng này sử dụng những dịch vụ của ngân hàng số thì các ngân hàng phải tích hợp cái gọi là gamification vào các cái ứng dụng của mình. Và nếu mà vừa tích hợp gamification xong lại vừa nhắm đến cái hành vi mà khách hàng này họ thích tham mua sắm sử dụng dịch vụ mà có tác động tốt cho xã hội, cho cộng đồng, thì sẽ như là chúng ta gọi là song kiếm hợp bích, từ tạo ra được cái sức hút rất lớn của nhóm khách hàng này. Ví dụ như là ngân hàng, tôi đã biết ngân hàng MB thì thông qua cái trò chơi săn long vàng, săn long tỷ phú thì thu hút được cái lượng người chơi rất là lớn, và cho ra mắt cái app thiện nguyện và hướng tới cái sự minh bạch, tiện lợi trong hoạt động từ thiện. Thì đây chắc chắn nó là một cái điểm cộng rất là to cho
ứng dụng digital banking đối với thế hệ khách hàng Gen Y, Gen Z, cái thế hệ mà càng ngày họ càng đặt cái ưu tiên vào tính tác động tốt tạo ra cho cộng đồng và xã hội trong cái việc xây dựng những cái sản phẩm có tính đột phá cho dịch vụ digital banking thì đòi hỏi ngân hàng và đặc biệt là cái đội ngũ phát triển sản phẩm ứng dụng cái tư duy hoàn toàn mới và vượt ra khỏi những cái khuôn khổ, những cái kinh nghiệm hiện tại, những cái gia đình mà họ đang có khi mà họ đang xây dựng những sản phẩm trước đây. Gần đây tôi được nghe một câu chuyện rất hay về cái người sáng lập ra ngân hàng Starling, là một cái case rất điển hình về digital banking ở UK. Bà chia sẻ là bà đã, mặc dù bà có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, lĩnh vực ngân hàng bán lẻ ở rất nhiều cái ngân hàng lớn khác nhau, nhưng mà khi bà lập ra ngân hàng Starling thì bà phải xác định bà quên hết những cái kinh nghiệm trước đây của bà trong lĩnh vực ngân hàng, thậm chí bà phải quên sạch cái kinh nghiệm liên quan đến balance sheet, đến quy trình cho vay tín dụng chẳng hạn, bởi vì mô hình digital banking đòi hỏi một tư duy hoàn toàn mới thì mới tạo ra được những cái sản phẩm có tính đột phá cao. Tôi lấy ví dụ trong lĩnh vực trong cái liên quan đến dịch vụ gửi tiền tiết kiệm chẳng hạn, lâu nay những cái kinh nghiệm của chúng ta của các ngân hàng qua hàng thập kỷ xây dựng cái sản phẩm này thì chúng ta luôn gắn cái lãi suất, khi xây dựng sản phẩm tiết kiệm chúng ta luôn nghĩ đến lãi suất hàng tháng hàng năm như thế nào. Nhưng có một ngân hàng Trung Đông là ngân hàng NBD ở tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì là ngân hàng đầu tiên họ đưa ra một cái sản phẩm rất hay là họ gắn cái lãi suất tiết kiệm với cái hành vi, với luyện tập của người dùng, của khách hàng. Và chúng ta biết là các nhân khách hàng thế hệ Gen Y, Gen Z thì họ cũng dành khá nhiều thời gian cho việc luyện tập rồi sử dụng những cái ứng dụng để rèn luyện sức khỏe và chia sẻ cái dữ liệu, cái tiến độ, cái tình hình luyện tập của họ với bạn bè của họ. Và NBD thì họ đưa ra một cái sản phẩm cực kỳ sáng tạo và đột phá, tức là họ lần đầu tiên thì lãi suất tiết kiệm không phải tính theo hàng năm mà tính theo cái số quãng đường mà khách hàng đã chạy được hoặc quãng đường khách hàng đã đi bộ được lưu lại trên cái đồng hồ thông minh của họ. Hay quá ạ. Điều đấy cũng sẽ khiến cho xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn khi mà mọi người đều có ý thức luyện tập thể dục thể thao và có động lực là luyện tập thể dục thể thao để có lãi suất tốt hơn, đúng không ạ? Không biết là ngân hàng nó sẽ giải quyết câu chuyện mà mọi người có quá nhiều động lực tập thể dục thể thao thì họ có giữ một cái trần đối với cái lãi suất hay không. Ruby cũng rất thích phần chia sẻ của anh Tuấn về tư duy, đó là khi mà mình làm đổi mới trong lĩnh vực ngân hàng, thậm chí mình cần phải quên đi và bỏ qua tất cả những cái kiến thức và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực, cũng trong lĩnh vực ngân hàng nhưng mà theo mô hình truyền thống. Ruby nhìn thấy bức tranh nói chung sau khi nói chuyện rất nhiều khách mời trên Vietnam Innovators và tự bản thân mình cũng học hỏi thêm trong lĩnh vực này, thì Ruby thấy bức tranh nói chung của việc đổi mới ngày hôm nay đó là làm những điều mới và dám làm những điều mới hoàn toàn. Đôi khi kinh nghiệm hay là kiến thức di sản của mình từ những cái công việc cũ có khi lại là rào cản để cho mình đổi mới. Nhưng mà dám bỏ qua những gì mình đã học và dám bỏ qua những điều mình đã xây dựng được, di sản mình xây dựng được để làm cái mới, đó là một tư duy rất là đặc biệt. Cái đó trên thế giới người ta gọi là tư duy thiết kế từ nguyên tắc đầu tiên, gọi là first principle of thinking. Và nhờ cái áp dụng tư duy này mà Steve Jobs mới tạo ra được điện thoại iPhone vào cái điểm thời điểm mà mọi người vẫn còn đang gọi là đang cực kỳ say mê những cái điện dòng điện thoại như là BlackBerry với bàn phím cứng chẳng hạn, hay là nhờ ứng dụng cái tư duy nguyên thiết kế từ nguyên tắc đầu tiên thì Elon Musk mới chế tạo ra được xe hơi Tesla, chế tạo ra được pin điện, hay là mới có thể phóng được tên lửa lên vũ trụ với chi phí chỉ bằng 1/10 so với chi phí mà NASA đã chi ra trong rất nhiều thập kỷ. Và trong ngân hàng số cũng vậy, chúng ta nhiều khi chúng ta phải quên đi những cái giả định trước đây chúng ta, kinh nghiệm trước đây của chúng ta, và
áp dụng cái tư duy nguyên tắc thiết kế từ nguyên tắc đầu tiên thì chúng ta mới ra được những cái sản phẩm có tính đột phá, giống như là cái sản phẩm mà lãi suất tiết kiệm gắn với số bước chạy, số bước đi bộ của ngân hàng NBD ở tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cảm ơn anh Tuấn đã chia sẻ những kinh nghiệm cũng như những tri thức vô cùng là hữu ích về chủ đề chuyển đổi số cũng như là chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng. Phần tiếp theo thì Ruby xin có một vài câu hỏi ngắn và vui cho anh Tuấn sau một loạt những câu hỏi rất là nghiêm túc cũng như là vĩ mô, đúng không ạ? Thế thì câu hỏi đầu tiên mà Ruby muốn hỏi vui anh Tuấn đó là cuốn sách mà anh Tuấn yêu thích nhất là cuốn sách nào? Và tại sao? Nhưng có một cuốn sách mà tôi thấy, cho rằng nó tôi luôn luôn mua tặng bạn bè của mình, khuyến nghị mọi người nên đọc, đó là cuốn Quyền lực đích thực của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thì cuốn sách giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cái gọi là như thế nào là quyền lực, rồi như thế nào là hạnh phúc. Cảm ơn anh đã recommend thêm một cuốn sách thú vị để Ruby có thể đưa vào trong tủ sách của mình. Ruby cũng khá là giống anh Tuấn, Ruby rất thích không gian im lặng vào buổi đêm để mà tập trung suy nghĩ. Câu hỏi tiếp theo của Ruby dành cho anh Tuấn là quyết định dũng cảm nhất của anh là gì? Đó là năm 2002 khi mà tôi đang học thạc sĩ ở Paris thì tôi có giành được một cái học bổng để làm tiếp tiến sĩ. Tuy nhiên tôi cũng thời đó thì chưa có Covid nhưng mà từ đó tôi đã đấy là nếu mình ở tiếp tục ở đây ở Pháp thêm 3 năm thì không có nhiều thời gian với nên tôi đã quyết định bỏ luôn cái tiến sĩ đó mà để đi về Việt Nam. Tôi cho rằng rất ít người khi mà nhận được một cái cơ hội như thế mà sẵn sàng bỏ hết để quay về Việt Nam. Vâng, cũng có thể gọi là một quyết định dũng cảm đó ạ, cơ hội rất là thú vị. Nhưng anh có thấy quyết định đó là quyết định đúng hay không? Thực ra tôi thiên về cái triết lý là dường như mọi thứ diễn ra trong cuộc đời mỗi người nó có sự sắp xếp của nó. Giống như Alan Bush nói là thực ra thế giới chúng ta giống là thế giới giả lập, mọi thứ được lập trình sẵn rồi. Nên tôi tiếc nuối khi mà nhìn lại một cái gì đó. Tôi cho rằng đó là một sự sắp xếp và nó là một phần cuộc sống của mình. Một tư duy rất thú vị ạ. Ruby còn hai câu hỏi nữa cho anh Tuấn. Câu tiếp theo đó là bí kíp để anh nâng cao hiệu suất làm việc của mình. Bí kíp anh yêu thích nhất là gì? Bí kíp rất đơn giản mà tôi nghĩ mọi người đều có thể áp dụng, đó là chúng ta càng ngày chúng ta càng ngày đang rất bận rộn, không lúc nào chúng ta thấy được ngơi tay, thấy xong việc này đã lại xuất hiện việc khác và không biết việc nào quan trọng hơn, việc nào có ý nghĩa hơn, thì chúng ta sử dụng cái gọi là ma trận quản lý thời gian của cựu tổng thống Eisenhower. Mọi người có thể Google hoặc là trên YouTube có rất nhiều video giới thiệu về cái ma trận này, giúp mọi người đưa ra quyết định và ưu tiên cái sức lực của mình và những công việc cấp bách hơn hoặc là quan trọng hơn. Và câu hỏi cuối cùng, Ruby tò mò muốn biết về anh Tuấn, đó là nếu như anh có một cỗ máy thời gian và có thể quay trở lại gặp bản thân mình 10 năm trước thì anh sẽ khuyên người trẻ hơn đó, bạn Tuấn trẻ tuổi hơn đó điều gì ạ? Cho rằng cách đây 10 năm thì lúc đó tôi cũng có một chút điều kiện, tức là so với người trẻ khác thì vào thời điểm đó cũng gọi là có chút thu nhập, rồi có kiếm được ít một tiền từ chứng khoán chẳng hạn. Và nếu quay lại cách đây 10 năm thì tôi sẽ dùng cái số tiền đó để tôi đầu tư vào Tesla, vào Facebook và thậm chí là Bitcoin. Ví dụ bây giờ cách đây 10 năm mà đã mua được 100 đồng Bitcoin xong vì lý do nào đó quên mật khẩu mà bây giờ mình nhớ lại thì chắc là sẽ ngồi với tài sản. Một lời khuyên rất là thú vị ạ. Ruby nhớ là 2012 cũng cách đây cũng gần 10 năm là năm mà Facebook IPO, hoặc lúc đấy Ruby cũng rất là muốn mua cổ phiếu của Facebook mà lúc đấy mình cũng mới tốt nghiệp, mới đi làm chút xíu, cũng chưa có của để dành nhiều để mà có thể đầu tư vào. Nhưng mà sau đó trong những năm gần đây thì Ruby vẫn tiếp tục mua thêm Facebook, và mấy tuần trước đây thì Facebook cũng có ảnh hưởng bị dính khá là nhiều
thông tin nên là cổ phiếu cũng đi xuống rất là nhiều, thì đấy cũng là cơ hội mà Ruby vừa mới mua vào. Vâng. Thì Ruby vẫn nghĩ là Facebook đương nhiên là có những điểm tốt và điểm không tốt của nó, là một mạng xã hội, nhưng mà Ruby vẫn nghĩ nó là một sản phẩm tốt và những người đứng đầu trong tổ chức đấy họ vẫn muốn tạo ra những điều tốt đẹp cho thế giới. Cảm ơn anh Tuấn đã dành thời gian cho chương trình Việt Nam Innovators ngày hôm nay. Một buổi trao đổi rất là sâu sắc, nhiều những kiến thức cực kỳ là thú vị và chuyên gia, gọi là kiến thức từ chuyên gia, từ phía anh Tuấn về chủ đề chuyển đổi số cũng như là đánh giá của anh Tuấn về lĩnh vực ngân hàng số tại Việt Nam. Rất nhiều câu chuyện hay mà anh Tuấn đã chia sẻ. Hy vọng đây là một tập mà những ai yêu và quan tâm tới chủ đề về ngân hàng và ngân hàng số sẽ tìm thấy được rất nhiều giá trị. Cảm ơn anh Tuấn đã dành thời gian cho chương trình. Và xin cảm ơn Ruby và xin cảm ơn Vietcetera, và xin Vietcetera càng ngày càng thu càng đạt được nhiều thành công hơn nữa và là một cái kênh thông tin rất là hữu ích và bổ ích cho giới trẻ. Các bạn có thể nghe bản đầy đủ của podcast này tại playlist Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt trên kênh Spotify và Apple Podcast. Đừng quên nhấn subscribe các kênh của Vietcetera để nghe thêm về câu chuyện của những nhà đổi mới. Hello các fan cứng của Vietcetera. Tin vui cho chúng ta là ứng dụng Vietcetera hiện đã có đầy đủ cả hai phiên bản iOS trên App Store và Android trên Play Store. Hãy tải ngay về điện thoại để dễ dàng đón đọc những nội dung mới, đón nghe những podcast mới mỗi ngày nhé.